Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Mobile City, là mình Phú Trần. Nếu như mà cho các bạn lựa chọn một cái chiếc máy nó bị hỏng Face ID, ví dụ như iPhone chẳng hạn, thì các bạn có lựa chọn hay không? Nhưng mà với cái mức giá nó khá là hời nha. Ví dụ câu hỏi của bạn LG Tiger: em thấy shop kia có Google Pixel 4 XL không Face ID, giá khoảng 3,2 triệu, có nên mua không anh? Shop có vài YouTuber lượng review rồi. Nếu khoảng 3,2 triệu nha, đầu tiên các bạn cần nhìn lại cái mức giá con Google Pixel 4 XL, nó rơi vào khoảng 5 triệu, trên dưới 5 triệu tùy cái shop bán thôi. Với mức giá khoảng 3,2 triệu mất Face ID, chênh nhau khoảng gần 2 triệu thì mình thấy là nó xứng đáng. Bởi vì sao? Cái quan trọng chính, nếu như bạn coi trọng về cái vấn đề liên quan đến Face ID bảo mật đấy là cái phương thức ngon nhất mà các bạn có thể là sử dụng, thì bạn không dùng thôi. Ngoài cái phương thức bảo mật Face ID ra, còn có một vài cái phương thức khác bảo mật nó có thể là lách cách hơn. Nhưng mà mình thấy với mức giá chênh nhau nhiều như thế, với điều kiện con Pixel 4 XL này nó chưa qua sửa chữa, đảm bảo về máy móc các thứ nó vẫn ngon, chỉ có Face ID là nó bị hỏng thôi. Có thể cái Face ID này nó có nhiều nguyên nhân lắm. Một có thể là đã bị sửa chữa rồi này, hoặc là do về cái phần mềm các thứ, update các thứ nó bị hỏng thôi. Nên là bạn có thể là xem xét nhé. Với mình, con Pixel 4 XL mà bị hỏng Face ID với mức giá khoảng 3,2 triệu là đáng mua. Mà cái các bạn nhận lại được ấy, về khả năng chụp đêm cực kỳ ngon đúng không? Vô đồ luôn cho tổng giá này. Các bạn có một chiếc máy thuần Google sử dụng vô cùng mượt mà luôn. Nhược điểm trên con Pixel 4 XL phải chăng về cái dung lượng pin thôi, nó rơi vào khoảng 3,700. Đấy, nên là về cái phần này nó sẽ hơi hẻo, bạn sẽ cần đánh đổi cái đấy. Còn lại rất ngon nha. Mất Face ID mà có 3,2 triệu là ngon rồi. Và nhớ nha, cái chiếc máy bạn mua ấy, đảm bảo nó được ngon lành, không bị sửa chữa gì cả là ngon. Đến câu hỏi của bạn bùm bùm lờ mau đắt đắt: dùng lâu dài nên chọn dòng Redmi hay Realme nhỉ? Nói nhanh một chút về cái ưu điểm và nhược điểm trên hai dòng này đi. Đầu tiên với Xiaomi, cái ưu điểm là gì? Các bạn sẽ có tai nghe tốt này. Nhưng cái nhược điểm là về cái phần lỗ vặn, rất nhiều lỗ vặn. Còn với Realme thì sao? Với Realme UI các bạn sẽ có một cái giao diện vô cùng mượt mà, vuốt chạm cực kỳ ngon. Đó là về cái trải nghiệm của mình khi mà sử dụng hai cái giao diện này thì mình thấy Realme ổn hơn. Tuy nhiên với Realme UI nó sẽ có một cái vấn đề là tai nghe kém thôi. Dùng lâu dài thì Realme, Xiaomi hay là Redmi chẳng hạn, con nào cũng được thôi. Nhưng mà nếu cho mình lựa chọn nha, thì mình sẽ chọn Xiaomi hơn. Với mình nha, mình coi trọng về cái phần đa nhiệm hơn. Còn tùy bạn thôi. Đấy, những cái ưu nhược điểm của từng cái giao diện mình có chia sẻ ở trên rồi, bạn có thể cân nhắc để lựa chọn cái chiếc máy phù hợp. Đấy, câu hỏi đi từ bạn Đăng Nhập: anh ơi, có cách nào xem được từng pixel của một bức ảnh trên điện thoại không anh? Có một cái cách mà mình thấy không tốn một đồng nào luôn mà bạn xem được từng pixel một. Đó là gì? Đây, các bạn chỉ cần lấy một cái giọt nước nho nhỏ, bạn nhỏ lên cái màn hình ấy, không cần phần mềm, không cần cái gì can thiệp vào, bạn có thể nhìn thấy từng pixel một. Đơn giản không? Chả mất đồng nào cả mà vẫn nhìn được pixel. Đấy là cách mình thấy đơn giản nhất rồi. Ngoài ra còn cái cách khác mà nó tốn kém hơn. Ví dụ kính hiển vi này, ví dụ bạn mua một chiếc điện thoại nó có khả năng soi macro chẳng hạn thì nhìn sẽ dễ dàng hơn nha. Câu hỏi đi từ bạn Nghĩa Cute Phu Mai Que: AD ơi, em đang phân vân nên mua Realme GT Neo 2 mới và iPhone XS. Em cần màn đẹp, chụp ảnh đẹp, chỉ chụp ảnh thôi, chơi game nhẹ nhàng PUBG thì nên chọn máy nào? Em không cần thương hiệu, không cần sáng nhanh, không cần đa nhiệm. Chúc anh có một ngày làm việc vui vẻ. Mình cảm ơn. Yêu cầu có nghĩa là cần màn đẹp và chụp ảnh đẹp. Về chụp ảnh đẹp đi, thì con iPhone XS mình thấy nó chụp ngon hơn. Mình nói như thế không đồng nghĩa với việc con Realme GT Neo 2 chụp ảnh không ngon nhỉ. Trong cái tầm giá này thì mình thấy con Realme GT Neo 2 chụp ảnh rất ok ở cái thế giới Android. Còn về cái vấn đề liên quan đến màn đẹp thì mình thấy con GT Neo 2 màn nó đẹp hơn, nó sáng hơn. Với cái màn OLED trên iPhone XS thì mình thấy là nó được theo kiểu thực tế hơn, nó không sáng kiểu là Realme GT Neo 2 đâu. Nên là về cái màn hình thì mình sẽ nghiêng nhiều hơn về Realme GT Neo 2. Tiếp theo này, chơi game nhẹ nhàng PUBG thì mình thấy hai con này vẫn có thể chơi được một cách ngon lành, nhưng mình sẽ vẫn nghiêng nhiều hơn về con chip Snapdragon 870 ở trên Realme GT Neo 2. Nói tóm lại nhé, để lựa chọn hai máy này thì mình nghĩ là bạn nên chọn con Realme GT Neo 2 mới đi, sử dụng cho nó thoải mái. Bởi vì Nghĩa chia sẻ không coi trọng thương hiệu, không cần sáng nhanh, không cần đa nhiệm tốt thì đấy, Realme GT Neo 2 là chuẩn bài rồi. Vừa rồi là một vài cái câu hỏi mình có trả lời các bạn. Ngoài ra anh em có câu hỏi nào thêm để lại comment dưới ha, mình sẽ sắp xếp và trả lời dần cho các bạn thôi. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Bye bye.